Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Những ngày đầu năm Tân Sửu, Lệ Quyên bị đồng đoán chuyện đang mang thai khi để lộ vòng hai có phần lùng lùng trong buổi tụ họp cùng hội bạn Hà Thành gồm vợ chồng Tuấn Hưng, Hương Baby, Quang Hạc. Đối diện với tin đồn này, Lệ Quyên chọn cách im lặng, cô đồng thời đăng tải liên tục hình ảnh đời thường lên mạng xã hội. Đến ngày 15 tháng 2, mùng 4 Tết, nữ hoàng phòng trà gây chú ý với khoảnh khắc diện áo bơ ra bên trong vét khéo vòng eo nhỏ xíu. Chỉ là kiếm bộ đồ trét kiểm tra, phóng viên, nhẹ cái body sau mấy ngày Tết ý mà. Tớ vẫn giữ phong độ ổn định, chị em sao rồi nè, lệ quyên bày tỏ. Động thái này của nữ ca sĩ ngay lập tức khiến Nettie Ren đặt nghi vấn liệu rằng Lệ Quyên đang muốn kiểm tra hình thể sau những ngày ăn uống thả phanh hay đáp trả tin đồn bầu bí. Bạn gái Lâm Bảo Châu không ngần ngại mà phản hồi cứng rắn, em ơi, sau Tết chị có thói quen check body nên năm nào cũng làm đó mà. Lệ quyên khoe khéo body chuẩn chỉnh sau Tết, vòng hai nhỏ gọn thu hút sự chú ý giữa tin đồn bầu bí. Khi một nét -ren thắc mắc liệu đây có phải động thái đáp trả tin đồn, Lệ Quyên khẳng định đây là việc cô làm thường niên để kiểm tra hình thể. Những ngày đầu năm, nữ ca sĩ rất chăm cập nhật hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội. Trước đó, nữ hoàng phòng trà diện với giọng nhưng để lộ phần bụng gồ lên là lạ. Tin đồng bầu bí của lợi quyên cũng từ đây mà ra. Ảnh, FBNV, sưu tầm.